Tiếp tục diễn biến bộ phim hoạt hình Giả Thiên, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đã tiến vào bên trong thanh đồng tiên điện. Đúng lúc hai người đang tuyệt vọng thì rất nhiều luồng khí hỗn độn xuất hiện. Rất có thể là đám cường giả này đều chết vì luồng khí hỗn độn này. Cách phá giải thì không có, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt phải quay xe bỏ chạy. Đúng vào lúc nguy cấp, lục đồng trong khổ hải của hắn đột nhiên bay ra ngoài. Lục đồng bạo phát sức mạnh ngăn cản khí hỗn độn. Điều này làm cho Cơ Tử Nguyệt bất ngờ và thắc mắc. Nàng ta chưa từng nhìn thấy hình dạng của lục đồng nên không hề biết cục sắt trước mặt của mình chính là chí bảo Trung Châu mà ai cũng muốn giành lấy. Nàng giơ tay định giành lấy nhưng lục đồng lại chủ động tránh né rồi chui lại vào trong khổ hải Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt chạy theo để hỏi thăm nó là món bảo bối gì. Diệp Phàm đưa yêu cầu đối phương dạy cho mình hư không kinh của Cơ gia thì mình sẽ đồng ý tiết lộ. Hư không kinh là cổ kinh độc môn không thể truyền ra ngoài. Cơ Tử Nguyệt không thể đưa cho và cũng khuyên hắn đừng mơ mộng hão huyền nữa. Hai người tiếp tục thăm dò, phía trước bọn họ có một luồng ánh sáng. Từng luồng ánh sáng này là con đường thoát, nhưng ai ngờ bên trong lại ẩn giấu một tên xác sống. Tên này từng là cường giả của vài nghìn năm trước, vì ăn được một gốc thần dược nên vẫn còn sống tới bây giờ. Ông ta tự nhận là mình đã thành tiền. Đám người Diệp Phàm dám xông vào ngấp nghé bảo vật nên phải trừng trị. Tên này chỉ cần bạo phát sức mạnh liền khiến hai người bị khống chế lại. Diệp Phàm cố gắng tìm cách loại bỏ cấm chế. Cơ Tử Nguyệt lên tiếng cầu xin tên kia thả cho mình một con đường sống, nhưng đối phương không chấp nhận. Diệp Phàm cũng lên tiếng khích bác, cho rằng ông ta căn bản không phải là tiền. Tiên giả là người mạnh nhất, sao lại bị vây ở thanh đồng tiên điện tối tăm không có ánh sáng mặt trời này chứ? Ông chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi. Điều này làm cho ông ta tức giận. Dựa theo lời nói chuyện ta biết được, thanh đồng tiên điện chính là thần khí ở thượng giới. Bởi vì tiên vương phân tranh chiến loạn nên bảo vật này mới thất lạc xuống thế gian. Diệp Phàm vẫn liên tục mỉa mai, ông ta phẫn nộ cầm kiếm lao lên, nhưng Nam Chính đã nhanh trí phóng ra cổ kính ngăn cản và phá tan khống chế giam cầm. Đám xác sống xung quanh đồng loạt xông lên, bọn chúng không có thần lực nên hạ gục khá dễ dàng. Tuy nhiên, đám xác sống này cứ bị đánh chết thì lại đứng dậy, muốn giết chết thì phải hủy đi nơi phát ra sức mạnh thao túng. Diệp Phàm sử dụng thần thức thăm dò, phát hiện ra cội nguồn cỗ sức mạnh điều khiển là trái tim của tên cầm đầu. Cơ Tử Nguyệt sẽ ngăn cản xác sống, còn Diệp Phàm thì giao thủ với tên đại ca. Ông ta đã bị nhốt ở đây quá lâu rồi, sức mạnh đã sớm không còn nữa, cho nên hắn mới có thể giao chiến được. Tuy nhiên, sức mạnh của tên này lại quá kinh khủng, Nam Chính liên tục bị chèn ép. Đáng tiếc rằng ta cuối cùng vẫn không thể thắng chính được. Diệp Phàm vòng qua phía sau người ông ta rồi giáng vài cú đấm phá hủy trái tim. Nhờ vậy mà đám xác sống xung quanh đã bị tiêu diệt. Cơ thể ông ta cũng chậm rãi tan biến thành cát bụi. Cánh cổng trước mặt sáng lên, hai người lập tức đi tới tìm hiểu. Trên cổng có một đồ án hình bát quái chia cánh cổng thành hai phần, một bên là sinh, bên còn lại là tử. Diệp Phàm bắt đầu suy luận, hắn cảm thấy Cơ Tử mới là con đường đúng đắn. Cơ Tử Nguyệt thì không tin tưởng cho lắm, nhưng nhìn thấy hắn bước vào bên trong thì cũng phải đi theo. Phía sau cánh cổng là một con đường dài hoang vắng. Đích đến thông đi đâu thì vẫn chưa biết được, hai người chỉ đành phải chậm rãi tiến lên. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì không gian đã rung lắc kịch liệt. Có vẻ như là đã đụng chạm đến một cái cấm chế. Vô số cơ quan từ dưới đất đột ngột nhô lên, Diệp Phàm phải mang theo Cơ Tử Nguyệt xông qua đống cơ quan trùng trùng. Hai người họ lại đi tới trước một cánh cổng. Trên cánh cổng có chữ cổ được viết bằng máu. Dù đã viết rất lâu rồi thì màu sắc vẫn như vừa mới được viết. Chữ cổ tỏa ra ánh sáng chói mắt thu hút hai người. Cả hai chìm đắm vào dòng chữ mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Vô số xúc tu xuất hiện khống chế hai người lại. Diệp Phàm đột nhiên thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nếu các bạn chưa rõ thì nơi này chính là khung cảnh đã xuất hiện ở đầu tập 1. Vũ Hóa Hoàng Chủ đã sử dụng 7 vạn thiên kiêu để tế luyện nhằm khôi phục lại một cái đỉnh. Một cô gái đột nhiên xuất hiện, nàng ta chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế bạo phát luồng sức mạnh khủng khiếp phá hủy cả một hành tinh, rồi sử dụng mảnh vỡ của hành tinh phá tan mọi thứ nơi đây. Cái đỉnh cũng bị đánh vỡ, một phần mảnh vỡ rơi xuống nhân gian. Mảnh vỡ này chính là lục đồng. Chỉ một mảnh vỡ đã có uy lực khủng khiếp. Vậy thì bản thân cái đỉnh sau khi tế luyện thành công sẽ mạnh tới nhường nào? Ý thức hắn nhanh chóng trở lại hiện thực, còn Cơ Tử Nguyệt thì vẫn chìm đắm trong ảo mộng. May mà có hắn giải cứu, nếu không thì nơi này chính là mồ chôn của nàng ta. Cánh cổng trước mặt dần dần dịch chuyển, mở ra một con đường. Theo lời giới thiệu thì đây là con đường thành tiền. Diệp Phàm vẫn hoài nghi, Cơ Tử Nguyệt thì vui mừng vì cuối cùng cũng có đường thoát. Nàng định tiến vào thì thấy Diệp Phàm vẫn đứng yên, thế là không dám đi nữa. Hai người liên tục nhường nhau đi trước. Diệp Phàm muốn nghiên cứu chiếc nhẫn của nàng ta, dường như nó có liên quan tới nơi này. Chiếc nhẫn đột nhiên bay ra ngoài, nơi mà nó bay tới có một vết nứt.
Vết nứt này là do cường giả đánh thủng, phải mạnh mẽ tới nhường nào thì mới có thể làm được chuyện này. Diệp Phàm chọn cách xông vào vết nứt trên tường. Ngay khi hắn vừa rời đi, cánh cổng lập tức thay đổi thành tử lộ. Hai người thành công đi ra bên ngoài, vừa mới bơi lên trên thì đã gặp phải luồng khí màu vàng. Luồng khí này ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Diệp Phàm bị đánh bật xuống dưới. Các làn khói vừa mới chạm vào kết giới liền khiến cho kết giới sắp tàn vỡ. Làn khói đi tới đâu, đất đá bị chấn vỡ tới đó. Diệp Phàm may mắn chạy thoát. Cơ Tử Nguyệt nhận ra đây là huyền hoàng nhị khí, có thể dùng nó để luyện ra vũ khí cực đạo. Dùng nó để luyện ra cái đỉnh thì có lẽ sẽ hiển hóa ra uy năng phi phàm. Nhưng thu bằng cách nào thì hắn vẫn chưa biết. Làn khói giống như có linh tính, nó ồ ạt đuổi theo Diệp Phàm ép hắn phải nhanh tay đưa theo Cơ Tử Nguyệt bỏ chạy. Loại uy thế này, một khi bị cuốn vào thì bọn họ sẽ lập tức biến thành bãi thịt. Chạy được một lúc thì hai người cũng bị bao vây, phía trước lẫn phía sau đều bị huyền hoàng nhị khí bao phủ. Đúng vào lúc nguy cấp này, một luồng khí đột nhiên xuất hiện đẩy lùi làn khói. Thứ này chính là huyền hoàng mẫu khí, là tinh túy của huyền hoàng nhị khí. Đồ quý giá thì khỏi phải bàn tới, trăm ngàn đời cũng khó mà gặp được một lần. Lục Đồng đột nhiên bay ra ngoài rồi đuổi theo huyền hoàng mẫu khí và thu nó vào bên trong. Điều này làm cho Cơ Tử Nguyệt cũng bất ngờ vì trên người hắn có quá nhiều bí mật. Luôn để cho mình đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Nàng ta muốn hắn chia cho mình một ít huyền hoàng mẫu khí nhưng Diệp Phàm cũng bó tay hết cách. Hắn định dùng cái đỉnh để khống chế nó lại. Ai ngờ cái đỉnh vừa chạm vào thì nó đã bị chấn vỡ nát. Sau một hồi bay lượn thì Lục Đồng cũng bay trở lại khổ hài của hắn. Nếu là khổ hài bình thường thì đã bị chấn vỡ. Rất may là hắn lại có Lục Đồng trấn thủ, huyền hoàng mẫu khí cũng phải nhường chỗ. Uy lực của huyền hoàng mẫu khí được cho là một sợi có thể đập vụn một dãy núi, đủ để thấy rằng thứ này mạnh mẽ tới nhường nào. Sau khi thu phục xong, cơ thể hắn vẫn rất bình thường, điều này làm cho Cơ Tử Nguyệt thắc mắc. Việc quan trọng nhất là tìm cách đi lên trên. Sau khi đã hạ cánh an toàn ở một bờ biển, Diệp Phàm cảm thấy tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ. Trước tiên cứ ở đây quan sát xung quanh đã. Cơ Tử Nguyệt âm thầm lùi về sau, định phá bỏ khống chế nhưng không được. Đã vậy Diệp Phàm còn mỉa mai đối phương nên giữ lại chút sức lực, lát nữa lại thử tiếp. Cơ Tử Nguyệt giận nghiến răng nhưng lại không phản bác được. Nàng ta vẫn muốn làm rõ nguyên nhân tại sao hắn không bị huyền hoàng mẫu khí ảnh hưởng. Đúng là quái thai. Diệp Phàm thừa cơ hội này trêu ghẹo một trận, sau đó yêu cầu đối phương viết ra hư không kinh, mình sẽ cho huyền hoàng mẫu khí, trao đổi rất công bằng. Cơ Tử Nguyệt vẫn không chịu, hắn ta lại tiếp tục chèn ép. Thần lực nàng ta đã bị phong ấn, chạy cũng không thoát. Cơ Tử Nguyệt vẫn cứng rắn, Diệp Phàm định hù dọa thêm thì cơ thể bất ngờ đau nhức, phải ngồi xuống bế quan ngay lập tức. Nguyên nhân là huyền hoàng mẫu khí vẫn chưa bị luyện hóa, cần phải nhanh chóng khống chế nó lại. Hắn dự định để nó dung hợp với cái đỉnh của mình. Diệp Phàm bắt đầu tế luyện lại cái đỉnh, đồng thời còn sử dụng sức mạnh đến từ huyền hoàng mẫu khí để chèn ép trái tim yêu đế, nôn ra tình huyết. Quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi, cơ thể hắn liên tục tỏa ra kim quang. Cơ Tử Nguyệt muốn mượn nhờ kim quang này để thoát khỏi khống chế. Việc đầu tiên sau khi cử động lại được là tiến lại thăm dò Diệp Phàm. Đúng lúc định gõ đầu Diệp Phàm thì cơ thể hắn lại chấn động, dọa cho Cơ Tử Nguyệt không dám làm gì nữa. Trái tim yêu đế vì bị chèn ép quá mức nên chủ động bỏ chạy ra ngoài. Lúc này Cơ Tử Nguyệt mới động thủ, nàng ta ngưng tụ thần lực tấn công Diệp Phàm liên tục. Diệp Phàm quay xe bỏ chạy, đồng thời cũng không quên chào tạm biệt và không hẹn gặp lại. Nhưng đối phương đâu có chịu, nàng ta phóng ra vô số quả cầu lửa tấn công. Đợi bắt được tên đáng ghét này phải cho biết tay. Diệp Phàm thế cứ tranh né cũng không phải là cách, hắn chủ động lao lên. Cơ Tử Nguyệt tạo ra một cái kết giới nhưng kết giới này lại bị hắn công phá dễ dàng. Huyền hoàng mẫu khí bám vào nắm đấm của Diệp Phàm, cho nên uy lực nắm đấm là rất kinh khủng. Cơ Tử Nguyệt đánh không lại nên lần nữa bị bắt làm con tin. Lần này nam chính đã xử lý mạnh tay hơn. Hắn trói nàng ta vào gốc cây rồi dùng bút vẽ hình lên mặt, uy hiếp đối phương viết hư không kinh cho mình. Cơ Tử Nguyệt dùng giọng điệu yếu đuối giải thích. Mấy lão già trong tộc đã phong lại tiên chú trong tâm hải của nàng. Nếu dám để lộ ra ngoài thì sẽ bị hình thần câu diệt. Diệp Phàm mặt tỉnh như bơ, một chữ của đối phương hắn cũng không tin. Cơ Tử Nguyệt chuyển sang kế khóc lóc, cho rằng hắn quá độc ác. Mình còn chưa từng có lòng hại người, vậy mà hắn lại ức hiếp mình như vậy. Đáng tiếc rằng chiêu bài nước mắt cá sấu này cũng không lay động được nam chính. Diễn xuất quá dài chân rồi, chi bằng lần sau đầu tư thêm chút nữa. Nàng ta nghe vậy liền lật mặt, giọng điệu lại trở nên cứng rắn, thậm chí còn uy hiếp rằng biểu ca của mình nhất định sẽ đến tìm mình. Hắn có bản lĩnh thì lúc đó đừng có chạy. Diệp Phàm hoàn toàn không sợ, đợi cho mình tu luyện có thành tựu rồi, Cơ Hào Nguyệt không đến tìm mình thì mình cũng sẽ chủ động đi tìm đối phương.
Cơ Tử Nguyệt đã dùng mọi cách uy hiếp nhưng vẫn không hù dọa được, cuối cùng phải chấp nhận viết ra hư không kình. Diệp Phàm bắt đầu nghiền ngẫm tờ giấy nàng ta đã viết. Hắn nhận ra để đột phá lên cảnh giới cao hơn, cần phải tu luyện ngũ tôn thần chỉ. Còn làm thế nào để tu luyện được thì vẫn là một câu hỏi. Tiếc rằng Cơ Tử Nguyệt chỉ mới chép được một chút thì đã lan ra ngủ say. Đúng vào lúc này, có thứ gì đó đột nhiên bay ngang qua. Diệp Phàm lập tức đuổi theo tìm hiểu. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!